Thông tin tiểu sử diễn viên Tú Vi diễn viên Tú Vi sinh năm 1986, tên thật là Lê Thị Tú Vi là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình phía Nam, Tú Vi tham gia đóng phim với những vai chính trong các bộ phim truyền hình như Cổng mặt trời, Đâu phải chia ly, Một thời ta đuổi bóng, vị yêu, ngoài đóng phim, Tú Vi còn hoạt động âm nhạc, cô đã cho ra mắt một bản pop ballad mang tên Định mệnh nào cho em của nam nhạc sĩ trẻ Dương Khắc Linh năm 2014 tại buổi ra mắt phim Quả tim máu, Tú Vi khiến không ít khán giả bất ngờ khi công khai mối hệ với nam diễn viên văn anh tú vi cho biết cô và diễn viên văn anh quen nhau khi cả hai cùng tham gia bộ phim bếp hát khi biết văn anh là người đóng cặp với mình trong bộ phim này cô đã tìm hiểu xem anh chàng diễn viên này là ai vì trước đó cô chưa từng xem các bộ phim của văn anh đóng và trong lần gặp gỡ đầu tiên tú vi đã cảm thấy rất ấn tượng bởi sự hòa đồng và hài hước của người bạn diễn của mình tuy nhiên thời điểm đó tú vi đã có người yêu tuy nhiên mối quan hệ của cô và người yêu không được tốt sau khi cô và bạn trai cụ chia tay cô trở nên sống khép kín hơn và khi gặp được Văn Anh cả hai trở nên thân thiết hơn và cũng từ đó họ đã yêu nhau lúc nào không hay, sau hai năm hẹn hò, tháng 11 năm 2015 cặp đôi này đã tổ chức lễ thành hôn tại một nhà hàng sang trọng với sự tham gia của rất nhiều nhân vật nổi tiếng của showbiz Việt như Hồ Vĩnh Khoa, Miju, Ngọc Trinh Vũ Ngọc Đãng, Tường Vi, Trà Mi Idol trong năm 2016, vợ chồng Tú Vi lên kế hoạch sản xuất cho việc sản xuất bộ phim đầu tay của họ. Tú Vi từ nhỏ không sống cùng ba mẹ, ba mẹ cô đã chia tay nhau. Khi Tú Vi vừa được sinh ra, mẹ gửi Vi cho dì bảy, chị ruột của mẹ, nuôi nấng đôi khi về thăm, Tú. Vi lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của dì bảy, chính vì thế cô luôn xem dì bảy như một người mẹ của mình, FB, Tu Vi, Lê.